Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 276: Nàng đang ghen 2. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng hắn cũng làm hé ra một khe hở nhỏ trên chiếc xe ngựa kín như bưng, trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Hắn mở miệng muốn gọi tên Vân Khanh, nhưng khi nhìn kỹ lại hóa ra đó chỉ là Lưu Thúy, thị nữ thân cận của Vân Khanh, khiến hắn có chút thất vọng. Hắn nghe nói Vân Khanh đang nghỉ ngơi, trong lòng đầy hoài nghi, bèn liếc qua khe hở để nhìn vào bên trong, thấy một đôi tay dịu dàng đan vào nhau khẽ đồng. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, hắn nghi ngờ rằng Vân Khanh không phải đang nghỉ ngơi mà là đang không muốn gặp hắn. Hắn không biết mình đã làm gì đắc tội với tiểu hồ ly, khiến nàng không vui. Ngự Phượng Hương nhẹ nhàng mỉm cười, cúi thấp người xuống, hỏi Lưu Thúy, Lưu Thúy, nói cho ta biết, tiểu thư của ngươi có giận ta không? Gương mặt hắn đến rất gần, mái tóc đen buông xóa nửa che khuất khuôn mặt, khiến hắn trông giống như một bức họa Mỹ Nam, trong khoảnh khắc đó có thể khiến bất kỳ ai say đắm. Lưu Thúy cũng không khỏi bị mê hoặc, nhưng lý trí vẫn còn, nhớ đến vẻ mặt giận dữ của Vân Khanh khi nãy, liền nhỏ giọng nói, vừa rồi ở bến tàu, tiểu thư đã gặp ngài. Liêu Thúy, người đang nói cái gì vậy? Vân Khanh nghe Liêu Thúy nói, đôi mắt phượng lập tức bắn ra hai tia sáng sắc bén, nàng quát lớn. Liêu Thúy ngay lập tức buông rèm xuống, ngăn cách với bên ngoài, rồi nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ vừa rồi ở bến tàu đã thấy Cẩn Vương Thế Tử tiếp đón một tiểu thư khác, mà không đến đúng hẹn để đón người, khiến người giận. Khi nãy, Cẩn Vương Thế Tử hỏi nô tỳ, nô tỳ không muốn người tiếp tục tức giận nên đã nói cho hắn biết hành vi của mình thật sự hoa tâm như thế nào và rằng tiểu thư cũng đã thấy để hắn không làm phiền người nữa nếu người không thích nô tỳ sẽ không nói thêm nữa ban đầu vân khanh có chút giận dữ nhưng khi nghe lưu thúy nói hết lông mày nàng càng nhíu lại vừa rồi nàng có đang giận sao khi nhìn thấy ngư phượng hương ở bến tàu trong lòng nàng quả thật có chút không vui nhưng đó chỉ là một chút thất vọng vì hắn không giữ lời hứa mà thôi nhưng cảm giác thất vọng nhỏ nhoi này lại bị lưu thúy phát hiện có lẽ hôm nay nàng có chút không ổn định nàng luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt chỉ thể hiện những gì muốn cho người khác thấy nhưng lần này vì một chút thất vọng nhỏ mà nàng lại để lộ ra ngoài khiến người khác nghĩ rằng nàng đang giận dữ chẳng lẽ nàng đã bắt đầu có chút mong đợi đối với ngự phượng hương và khi thực tế không như mong đợi cảm xúc tự nhiên lại bộc lộ ra ngoài thôi sau này không cần để ý những chuyện như vậy nữa vân khanh nhạt nhẽo đáp suy nghĩ của nàng dường như trôi xa khuôn mặt tựa như mang vẻ mờ mịt của những dãy núi xa xăm từ bao giờ nàng đã bắt đầu có mong đợi đối với ngự phượng hương bên ngoài xe biểu cảm của ngự phượng hương hoàn toàn trái ngược với vân khanh đôi lông mày đen như mực ẩn chứa niềm vui cả người toát ra vẻ mạnh mẽ hơn vừa rồi liêu thúy nói rằng nàng đã thấy hắn ở bến tàu điều đó có nghĩa là vân khanh biết hắn đã giữ lời hứa đến đón nàng như vậy dù vân khanh có thể không vui nhưng chắc chắn nàng sẽ không giận lý do duy nhất có thể giải thích là vân khanh chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó không nên thấy khi hắn đến bến tàu có một lúc an ngọc oánh đã đứng bên cạnh hắn dựa theo thời gian xe ngựa của thẩm gia di chuyển vân khanh có lẽ đã ở trên thuyền vào khoảng thời gian đó và chắc hẳn nàng đã thấy hắn cùng với an ngọc oánh rồi nghĩ rằng hắn đến để đón an ngọc oánh dù sao trước đây khi hắn ở dương châu an ngọc oánh đã theo lão thái quân của ninh quốc công phủ đến dương châu còn chơi trò che xạ với vân khanh người sáng suốt đều nhận ra an ngọc oánh có tình cảm với hắn vậy nên vân khanh hẳn đã nghĩ rằng hắn muốn đón an ngọc oánh rồi sau đó tiện đường đến xem nàng vì thế nàng mới có thể giận vân khanh thấy hắn tiếp cận cô gái khác rồi giận liệu có phải điều đó có nghĩa là thực ra trong lòng vân khanh cũng có chút quan tâm đến hắn nghĩ đến đây ngự phượng hương cảm thấy cần thiết phải sớm giải thích rõ ràng hiểu lầm này với vân khanh rằng giữa hắn và an ngọc oánh không có gì cả hắn liền bước nhanh đến gần xe ngựa không quan tâm đến việc liêu thúy vẫn còn ở bên trong cúi người xuống dựa vào xe ngựa và nói vân khanh hôm nay ta đến bến tàu là để đón nàng còn an ngọc oánh ta hoàn toàn không biết nàng cũng sẽ đi thuyền đến kinh thành hôm nay sau khi nhìn thấy ta nàng ấy liền lao tới ta làm sao biết nàng ấy sẽ hành động như vậy trong lòng ta chỉ mong sớm gặp lại nàng khi phát hiện nàng đang ở bến tàu ta liền trực tiếp chạy theo thật khó khăn lắm mới đổi kịp xe ngựa vân khanh ngồi bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ về cảm xúc của mình vừa rồi phân tích và cân nhắc làm sao để che giấu cảm xúc hoàn hảo hơn trong tương lai. Bất ngờ, nàng nghe thấy tiếng người bên cạnh cửa sổ xe đang vội vàng giải thích. Dù không muốn nghe, nhưng giọng nói đáng ghét đó vẫn lọt vào tai nàng. Nghĩ về cởi ở bến tàu vừa rồi, Vân Khanh nhận ra rằng dù vẻ ngoài không có gì, nhưng bên trong lòng nàng vẫn còn chút để ý. Sự cảm kích đối với ngự phượng hương trong lòng bỗng chốc biến thành những lời lạnh lùng khi thốt ra. Tốt, Cẩn vương thế tử ngài đã đến bến tàu để đón thẩm gia vân khanh trong lòng rất cảm kích bây giờ chúng ta sắp vào thiên càng thành cẩn vương thế tử không cần phải lo lắng nữa giọng nói của thiêu nữ từ phía sau rèm truyền ra mềm mại nhưng khách khí lạnh lùng và xa cách khiến Ngự phượng hương cảm thấy hơi tủi thân hắn rõ ràng là đến đón vân khanh nhưng nàng lại nói là đến đón thẩm gia phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa hai người xem ra vân khanh vẫn không để ý đến lời giải thích của hắn nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng vân khanh là một cô gái tốt sẽ không dễ dàng giao trái tim mình chỉ vì vẻ ngoài hoặc quyền thế của người khác so với những cô gái dễ dãi nàng thực sự tốt hơn nhiều nghĩ đến đây trên khuôn mặt ngự phượng hương nở một nụ cười hắn ngồi thẳng người dậy ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi chiếc xe ngựa dài như rồng đang chậm rãi qua cửa thành và bị binh lính kiểm tra trong đôi mắt hẹp của hắn lóe lên một tia sáng nhẹ nhàng sau khi binh lính kiểm tra xong họ tiến vào thiên càng thành nơi mà nhiều người biết đến hắn nếu hắn cứ đi sát theo xe ngựa mà nói chuyện như thế này người khác nhìn thấy sẽ không hay với những mối quan hệ phức tạp trong kinh thành điều này chắc chắn sẽ mang lại ít nhiều rắc rối cho thẩm gia hiện tại thẩm gia vừa mới tiến vào kinh thành hắn định giúp đỡ một cách âm thầm không muốn bộc lộ ra ngoài để tránh gây thêm phiền phức cho Trầm phù. Dù sau này hắn chắc chắn sẽ có mối quan hệ với Trầm phù, nhưng bây giờ tốt hơn hết là vẫn đứng trong bóng tối. Nghĩ đến đây, Ngự Phượng Hương kéo dây cương, trầm giọng nói, "Ta đi trước một bước." Nói xong, hắn không đợi Vân Khanh phản ứng, liền thúc ngựa và kéo tuấn mã hướng về phía cửa thành. Chương 277: Nàng đang ghen ba khi xe ngựa lắc lư xuyên qua bức tường thành dày đặc, vừa bước chân vào đường phố chính của thiên càng, bên ngoài vang lên tiếng hỏi, đây có phải là xe ngựa của vỗ về bá phủ không? Trầm mậu ra lệnh cho phu xe dừng lại, lần này người đứng ngoài xe là cảnh hữu thần mặc thường phục màu lam. Hắn từ trên ngựa nhảy xuống, hướng về trầm mậu mà nói, biết rằng hôm nay vỗ về bá cùng vận thà quận quân vào thành, tứ hoàng tử cử tại hạ đến để xem, cả gia đình có khỏe không? không ngờ rằng gia đình vừa đến thiên càng còn chưa đến phủ đã có hai người tới đón ngự phượng hương đến thì cũng không nói làm gì nhưng tứ hoàng tử còn cử người tới làm cho sự việc trở nên long trọng hơn nếu nói tứ hoàng tử đặc biệt quan tâm đến thẩm gia thì không thể nào giải thích được có lẽ hắn muốn thể hiện trước mặt thánh thượng để thánh thượng chú ý dù sao đi nữa trầm mậu dù là vỗ về bá nhưng cũng phải giữ mặt mũi cho tứ hoàng tử, liền khách khí nói, đa tạ tứ hoàng tử quan tâm, cả đường không có gì khó khăn, vì thần cùng thê nữ đều bình an vô sự. Cảnh hữu thần mỉm cười, đưa mắt nhìn qua các xe ngựa phía sau, rồi hỏi, có cần giúp đỡ gì không? Làm phiền tứ hoàng tử và cảnh đại nhân quan tâm, nhưng việc nhỏ này không cần làm phiền, trong phủ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trầm mậu đáp, không sao, tất nhiên tứ hoàng tử điện hạ đã dặn tại hạ đến xem thì phải đưa quý phủ an toàn đến nơi đến lúc đó xác định vận thà quận quân không gặp chuyện gì để trở về báo lại với điện hạ cảnh hữu thần nói một cách ôn hòa nhưng ẩn ý trong lời nói lại khác hắn luôn nhắc đến tứ hoàng tử nếu trầm mậu từ chối nữa thì sẽ không giữ được mặt mũi cho tứ hoàng tử hơn nữa trầm mậu nhạy cảm nhận ra rằng cảnh hữu thần nhắc đi nhắc lại về vân khanh như thể tứ hoàng tử quan tâm nhất đến việc Vân Khanh có bình an hay không. Trong lòng hắn có chút không vui, việc trước mặt mọi người nhiều lần hỏi thăm tình trạng của Vân Khanh, nghĩ thế nào cũng không phải là điều tốt. Hắn không muốn để cảnh hữu thần đi theo mình. Hơn nữa, dù trầm mậu mới đến kinh thành, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn, hiểu biết ít nhiều về tình hình nơi đây. Tứ hoàng tử hiện nay nổi tiếng trong kinh thành, có vẻ còn được bách quan ủng hộ hơn cả ngũ hoàng tử con của Nguyên Hậu. Nếu hôm nay vừa vào thành mà đã đi cùng người của tứ hoàng tử, trong mắt người khác có thể họ sẽ ngầm cho rằng hắn thuộc phe của tứ hoàng tử. Trầm Mậu không muốn dính vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử, cũng không muốn đứng về phía ai trong cuộc chiến giành ngôi vị thái tử. Dù thẩm gia không có quyền lực lớn, nhưng nhờ vào thương nghiệp phía sau, vẫn có thể đóng góp cho chính trị, điều này tất nhiên khiến hoàng đế kiêng rè. Nhưng nếu từ chối như vậy, chắc chắn sẽ đắc tội với tứ hoàng tử. Vừa vào kinh ngày đầu tiên đã đắc tội với một người có sức ảnh hưởng lớn như vậy, không phải là điềm lành. Quả nhiên kinh thành là nơi mà dù chỉ đi nửa bước cũng cần phải cẩn trọng. Trầm mậu đang suy nghĩ cách xử lý chuyện này, thì bất ngờ từ xa có một người cưỡi ngựa tới, hướng về phía cảnh hữu thần mà nói, cảnh đại nhân, không ngờ ngươi cũng ở đây. Cảnh hữu thần quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam tử mặc áo bảo trắng, khoác áo choàng màu bạc, từ trên ngựa nhảy xuống. Thần sắc của người này lười biếng mà thoải mái, toàn thân tỏa ra quý khí không thể che giấu. Trong lòng cảnh hữu thần không khỏi có chút đố kỵ, có những thứ thực sự người khác không thể học được. Nhưng dù đố kỵ là vậy, hắn vẫn phải quy củ hành lễ mà nói, vì thần phụng mệnh tứ hoàng tử, hôm nay vỗ về bá cả nhà vào kinh lần đầu, tới đây để đưa họ đến phủ. Ngự Phượng Hương nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, gật đầu nói, ta cũng định dẫn đường phía trước, nếu cảnh đại nhân cũng muốn, thì cùng đi vậy. Cái này, cảnh hiểu thần hơi nhẹn lời, hắn từ lâu biết rằng ngự phượng hương không làm việc theo quy củ, đột nhiên muốn cùng đi cũng không phải chuyện dễ từ chối. Nhưng Điện Hạ hôm nay nhờ hắn đến tiễn đưa vỗ về bá ra, rõ ràng là có ý định lôi kéo, đồng thời thể hiện với kinh thành rằng vỗ về bá phủ thuộc phe tứ hoàng tử. Đồng thời, cũng để bệ hạ thấy rằng tứ hoàng tử rất coi trọng và chiếu cố vận thà quận quân ân nhân cứu mạng của bệ hạ nếu để ngự phượng hương cùng đi mục đích chính sẽ không đạt được ngự phượng hương với ánh mắt sắc bén không bỏ qua được nét mặt của cảnh hữu thần trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười mang theo chút khiêu khích sao vậy cảnh đại nhân dường như không muốn đi cùng ta chẳng lẽ người có mục đích gì khác mà chỉ một mình mới làm được Cảnh hữu thần không ngờ rằng ngự phượng hương lại đến, càng không ngờ rằng hắn lại trực tiếp đưa ra ý nghĩ của tứ hoàng tử điện hạ như vậy, dù không chỉ đích danh, nhưng cả hai bên đều hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau những lời đó. S. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 278, mỗi người một đứa trẻ, một. Thẩm mậu phân phó Sa Phu dừng xe, hiện tại đứng ở bên ngoài lại là một người khác, là cảnh hữu thần mặc y phục màu lam thường ngày. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng Thẩm Mậu nói: "Biết được An Bá và Vân Ninh quận quân hôm nay vào thành, Tứ hoàng tử cho tại hạ đến thăm, cả phủ một đường bình an chứ?" "Không nghĩ tới cả nhà mình vừa đi vào Thiên Việt, còn chưa đến phủ, liền có hai người tới thăm viếng, Ngự Phượng đàn thì không nói, ngay cả Tứ hoàng tử cũng phái người đến đây, còn có vẻ đặc biệt long trọng như vậy, nếu nói Tứ hoàng tử đối với Thẩm gia có phần đặc biệt chăm sóc thì lại khó mà tin được." chỉ sợ đây là đang thầm tỏ ý với thánh thượng, làm cho thánh thượng xem mà thôi. Bất kể như thế nào, thẩm mậu dù sao cũng là an bá, cũng nên cho tứ hoàng tử chốt mặt mũi, khách khí đáp lời, đa tả tứ hoàng tử quan tâm, một đường không có trở ngại, vì thần cùng thê nữ đều vô sự. Cảnh hữu thần cười, ánh mắt nhìn lướt qua mấy chiếc xe ngựa, liền hỏi, có chỗ nào cần giúp đỡ hay không? làm phiền tứ hoàng tử và cảnh đại nhân lo lắng. Những việc vặt vãnh này không dám phiền đến các vị, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Thẩm mậu trả lời, không sao, nếu tứ hoàng tử điện hạ đã cho tài hạ đến đây thăm hỏi, thì tất nhiên là phải đưa an bá đến cửa quý phủ, tới lúc đó cũng tiện thể xác định vận ninh quận quân không có việc gì, trở về cũng tiện bẩm báo lại cho điện hạ. Cảnh hữu thần trong lời ngoài lời đều tỏ ý ôn hòa nhưng nghe qua tựa hồ không giống như vậy, mỗi một câu nói của hắn đều nhắc đến tứ hoàng tử. Thẩm mậu nếu lại cự tuyệt chính là không nề mặt tứ hoàng tử, hơn nữa thẩm mậu nhạy bén phát hiện, trong mỗi câu của cảnh hữu thần, đều nhắc tới Vân Khanh, tựa hồ trọng điểm của tứ hoàng tử là muốn xem Vân Khanh có bình yên hay không. Nội tâm hắn hơi không vui, dưới mắt công chúng, liên tiếp hỏi về tình huống của Vân Khanh, nghĩ như thế nào cũng không phải là chuyện tốt trong lòng liền không muốn để cảnh hữu thần đi chung. Còn nữa, tuy rằng thẩm mậu vừa mới tới Kinh Thành, nhưng trước đó đối với tình hình của Kinh Thành cũng đã có tìm hiểu, biết một số việc tất yếu. Nay tứ hoàng tử ở Kinh Thành nổi bật cường thịnh, so với ngũ hoàng tử do nguyên hậu, hoàng hậu trước, sinh ra, tự hồ còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ bá quan hơn. Hắn hôm nay mới vừa vào thành, liền cùng người của tứ hoàng tử ở cùng một chỗ, trong mắt người khác có lẽ sẽ nghĩ hắn đứng bên phe của tứ hoàng tử. Thẩm mậu cũng không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của các vị hoàng tử, hắn vốn cũng không muốn bợ đỡ ai trong cuộc chiến tranh giành môi vị này. Thẩm ra tuy rằng không có quyền thế che trời, nhưng dựa vào thương nghiệp đồ sộ chống lưng, có thể vì chính trị mà hiến kim, góp tiền, việc này tất nhiên là một hiểm kỵ, kiêng kỵ của đế vương. Nhưng nếu cứ như vậy cự tuyệt, tất nhiên sẽ đắc tội với tứ hoàng tử vào kinh ngày đầu tiên nếu đắc tội với một pho tượng Phật lớn như vậy cũng không phải chuyện tốt kinh thành này quả là nơi đi nửa bước cũng phải cẩn thận a à. thầm mậu trong lòng đang nghĩ cách làm sao xử lý việc này thì bỗng nhiên có một người từ đằng xa cưỡi ngựa lại gần nói với cảnh hữu thần cảnh đại nhân không ngờ ngươi cũng ở nơi này cảnh hữu thần quay đầu liền nhìn thấy một nam tử mặc áo bào trắng khoác áo khoác màu trắng bạc từ trên ngựa nhảy xuống vẻ mặt lười nhác lại vô tư, cả người che giấu không được quý khí tỏa ra từ từng cử chỉ giơ tay nhấc chân, trong lòng hắn không khỏi có chút đố kỵ, có nhiều thứ người ta thật sự không thể bắt trước được. Nhưng đố kỵ thì đố kỵ, hắn chỉ có thể theo quy củ mà hành lễ nói, vì thần phụng ý của tứ hoàng tử, hôm nay cả nhà An Bá lần đầu tiên đến kinh thành, muốn đưa bọn họ đến quý phủ. Ngự Phượng Đàn vừa nghe, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, gật đầu nói, ta cũng tính tới đây dẫn đường, nếu cảnh đại nhân cũng muốn vậy thì chúng ta cùng đi. Việc này, cảnh hữu thần có chút nghẹn lời, hắn xưa nay biết ngự phượng đàn làm việc không theo quy củ, đột nhiên nói muốn cùng đi cũng không thể cãi lại, nhưng hôm nay điện hạ muốn hắn đến đưa cả nhà an bá về phủ, hiển nhiên là có ý muốn mượn sức, cũng ngầm tuyên cáo với trong kinh, an bá phủ là đi theo tứ hoàng tử điện hạ. Đồng thời cũng để cho bệ hạ nhìn xem ân nhân cứu mạng của bệ hạ là vân ninh quận quân được tứ hoàng tử coi trọng và chiếu cố. Nếu để cho ngự phượng đàn sen ngang như vậy, thì khó mà đạt được mục đích lúc đầu. Còn người tinh nhuệ của ngự phượng đàn đương nhiên không bỏ qua thần sắc lướt qua trong nháy mắt của hắn, trên khuôn mặt mỉm cười, mang theo vài phần cố ý khiêu khích, như thế nào, cảnh đại nhân hình như không muốn cùng ta đi chung, chẳng lẽ ngươi có mục đích gì khác, muốn một mình đón an bá về phủ sao? cảnh hữu thần không dự đoán được ngự phượng đàn sẽ tới càng không dự đoán được hắn thế nhưng liền trực tiếp sảng khoái mà đem thâm ý của tứ hoàng tử điện hạ chỉ rõ ra như vậy tuy rằng không có hoàn toàn trực tiếp nói tới nhưng hai bên nhất định hiểu rõ đây hàm ý sâu xa trong lời nói ấy có vài chuyện không cần phải nói rõ ràng nếu để lọt ra bên ngoài cũng không phải là chuyện tốt trong lòng cảnh hữu thần biết không thể tiếp tục nói với ngự phượng đàn nữa nụ cười ôn hòa trên mặt hơi khựng lại, lập tức hào phóng cười nói, cẩn Vương Thế Tử nói đùa vui thật, vi thần làm sao mà không muốn đi cùng ngài kia chứ, chỉ là khi thấy cẩn Vương Thế Tử cũng tới đón an bá, vi thần có chút ngoài ý muốn mà thôi. Nhìn cảnh hữu thần lươn lẹo xoay ngược câu chuyện về phía mình, ngự phượng đàn kéo góc áo khoác tuyết trắng bên cạnh một chút, ngăn cách gió lạnh bên ngoài, nhàn nhã cười nói. Ngay cả tứ hoàng tử Điện Hạ cũng phái người đến đón ta khẳng định cũng phải đến tham gia một chút, bằng không ở trước mặt minh đế, danh hiệu thiện đãi công thần đều bị các ngươi giành mất, thì ta đây chẳng phải là lỗ nặng sao. Ngự phượng đàn sau khi nói xong, nhìn sắc mặt cảnh hữu thần thay đổi mấy lần, trong mắt hẹp ý cười như làn gió mùa đông, quay đầu nhìn thầm mậu, nhất thời thu hồi lại cổ lanh ý kia, an bá, nếu ngài không ngại, ta và cảnh đại nhân sẽ cùng nhau đưa ra quyến tới quý phủ vậy từ lúc ngự phượng đàn xuất hiện trong lòng thẩm mậu liền vui vẻ lúc này lại nghe thấy hắn nói muốn cùng cảnh hữu thần đưa bọn họ về phủ lại cao hứng kể từ đó hắn sẽ không cần bị người nào lôi kéo hoặc phải sợ đắc tội với tứ hoàng tử có cảnh hữu thần và ngự phượng đàn cùng nhau đưa đi người khác chỉ cho rằng thẩm gia được thánh quyến xem trọng cũng coi trọng thẩm gia thêm một bậc đối với thẩm phủ mà nói giống như một tầng ô bảo hộ đã được mở ra hắn làm sao sẽ nói ngại, liền liên tục cảm ơn. Vân Khanh ở phía sau nhìn thấy trận giao phong này, chậm rãi buông rèm cửa sổ, đôi mắt thâm trầm tối tăm chậm rãi khép lại, như đang ngẫm nghĩ điều gì. Thành thiên Việt rất lớn, bốn con đường lớn đông tây nam bắc có thể chứa được 10 chiếc xe người xếp hàng ngang mà đi qua, lọt vào trong tầm mắt đều là kiến trúc hùng vĩ phóng khoáng. So với phong cảnh cây cầu nhỏ bắt qua dòng sông trong vắt của Dương Châu hoàn toàn bất đồng, Xuyên qua đường cai phía đông, qua bốn danh lầu, lại xuyên qua hai con đường, đi ra khu thành nam, trong đó một tòa phủ đệ mái đỏ tường xanh, bốn cửa lớn màu đỏ thẫm được bốn con sơn thú canh giữ làm nổi bật lên tấm bảng chữ đỏ nền đen. Bên trên ghi phủ an bá. Ba chữ rồng bay phượng múa cực lớn, chính là do Minh Đế hạ bút ban tặng. Chiếc xe ngựa dẫn đầu ngừng lại, những xa phu phía sau cũng theo đó mà dừng ngựa lại, thầm mậu xuống xe trước đi dìu lão phu nhân, tạ thị cùng hai vú nuôi ôm mặc ca nhi, hiên ca nhi cũng xuống xe ngựa, vân khanh được lưu thúy dìu xuống, thu di nương cũng đi theo bước xuống xe, những địa nha hoàn ở các xe ngựa phía sau lần lượt theo xuống, đều đứng ở phía sau chủ nhân của mình. Thế tử, cảnh đại nhân, ta và gia quyến đã đến phủ, cảm ơn hai vị đã đồng hành. Thẩm mậu mỉm cười nói lời cảm tạ. An bá không cần phải khách khí, ngươi là công thần, trong kinh ai mà không biết, chỉ nhìn tấm bảng trước cửa phủ liền biết, trong kinh thành người có thể được bệ hạ đích thân cầm bút phong bảng hiệu thật sự là đếm trên đầu ngón tay. Ánh mắt cảnh hữu thần dạo qua một vòng rừng trên tấm bảng hiệu ở cửa cổng. Thẩm mậu đối với bảng phong cung kính nói, vâng, cho nên tại hạ tự nhiên sẽ càng thêm trung quân Trung Quốc. Cảnh hữu thần nghe thế, ánh mắt khẽ ngưng lại, tầm mắt nhìn về phía thẩm mậu mang theo sự tìm tòi nghiên cứu không biết lời này của thẩm mậu đến tột cùng là đang tỏ rõ thái độ với hắn, hay chỉ là một lời xã giao ngoài mặt thôi. Xe ngựa chở hàng phía sau bắt đầu chuyển đồ xuống, thẩm mậu nhìn thoáng qua, lập tức nói, vốn là nên thỉnh hai vị vào ngồi, nhưng nay đồ dùng trong phủ vẫn chưa bài trí xong, không khỏi khiến mọi người chê cười, lần sau tại hạ sẽ thỉnh hai vị tới uống trà cảm tạ. Mục đích của cảnh hữu thần hôm nay vẫn chưa đạt được, làm sao chịu rời đi như vậy, ít nhất cũng phải đi vào mồi một hồi. Nhưng nếu có ngự phượng đàn ở đây, nguyện vọng này của hắn rất khó đạt thành. Quay đầu đang muốn tìm lý do đuổi ngự phượng đàn rời đi thầm phủ. Ai ngờ, bên cạnh lại không có người. Hắn không khỏi xem xét chung quanh, lại nhìn thấy ngự phượng đàn đang đứng chung một chỗ với tạ thị vừa mới đi tới. trêu đùa đứa bé sơ sinh trong tay vú nuôi, mà trong tay một vú nuôi khác cũng đang ôm một đứa bé song sinh. Vân Khanh cũng vừa từ bên cạnh đi tới. Cảnh hữu thần chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, hôm nay Vân Khanh mặc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng màu xanh đậm, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở dưới áo choàng, chỉ lộ ra một bên dung mạo, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, giống như một điểm nhấn dưới cảnh sắc băng tuyết mênh mông đơn điệu này, hắn nhịn không được bị hấp dẫn. Đáy lòng hắn khẽ rung động, lúc trước đã cảm thấy thẩm gia tiểu thư cực kỳ xuất sắc, chỉ là e ngại ra thế của nàng hơi thấp nay nếu đã là vận ninh quận quân, phụ thân lại là an bá nhất phẩm, tuy rằng gia thế không mấy hùng hậu, nhưng lại có gia tài đồ sộ bù lại, ngẫm nghĩ thì không còn khuyết điểm gì rồi, anh nghĩ mình là ai mà đòi cao thế. Nhất thời trong lòng liền nổi lên một chủ ý khác, chẳng qua sự biến hóa nơi đáy mắt của hắn, toàn bộ đều lọt vào mắt ngư phượng đàn, đáy lòng liền nổi dậy cỗ sát khí, cảnh hữu thần thế nhưng đang có chủ ý với Vân Khanh. Bất quá, đầu tiên ngự phượng đàn truyền tầm mắt nhìn sang vân khanh xem nàng có chú ý tới cảnh hữu thần hay không thấy vân khanh căn bản là không có nhìn qua hướng này nàng đang nhìn đệ đệ trong lòng vú nuôi biểu tình trên mặt ôn hòa lại mềm mại như một đám mây làm cho trong lòng hắn cũng phát run hắn nhìn không được có chút ghen tị với hai đứa trẻ béo mập kia tại sao còn được hoan nghênh hơn so với hắn chứ vân khanh đối với bọn chúng còn tốt hơn đối với hắn nhiều nhưng hai đứa trẻ thì có làm được gì trước mắt còn có một cái gai lớn đang khiến hắn trương mắt ở đây mà ngự phượng đàn thấy vân khanh không chú ý đến cảnh hữu thần đáy lòng lại có thêm khích lệ nhếch hàng mi một đôi mắt phượng nhỏ hẹp lóe ra tia sáng nói cảnh đại nhân phủ đệ của an bá còn có nhiều thứ chưa sắp xếp chỉ sợ hôm nay không thích hợp chiêu đãi chúng ta vậy ngươi nên về trước hôm sau lại đến cảnh hữu thần vốn muốn mở miệng đuổi ngự phượng đàn đi Ai ngờ ngự phượng đàn mở miệng còn nhanh hơn hắn, trực tiếp làm cho hắn không có lý do gì để ở lại. Hắn không khỏi có chút bực mình, việc hôm nay nếu làm không xong, bên phía tứ hoàng tử, hắn thật sự không thể công đạo, vì thế liền thu hồi ánh mắt từ trên người Vân Khanh, tạm thời tính việc khác, mở miệng nói, tại sao lại bảo vi thần lần sau lại đến, thế tử chẳng lẽ không muốn đi sao? Ngự phượng đàn lại bước đến chơi với mặc ca nhi, nghe thấy lời của cảnh hữu thần nói, căn bản không để ở trong lòng, đáy mắt mang theo một chút hoài nghi, người không thấy ta đang chơi đùa với tiểu hài tử sao? Ta rất thích đứa nhỏ này, muốn cùng bé chơi một lúc. Đây là loại lý do gì chứ? Nụ cười ôn hòa trên mặt cảnh hữu thần cũng hơi gượng gạo, rõ ràng là hắn tới trước, ngự phượng đàn lại có thể làm ra vẻ mà cố tình đuổi hắn đi, còn tìm lý do muốn chơi với con nít mà ở lại, hắn từ khi làm hộ bộ thị lang đứng vào hàng quan chức tam phẩm thì đã dần bộc lộ tính cách của mình, đáy mắt lộ ra vài phần không thoải mái. Nhưng dù sao ngự phượng đàn cũng là cần vương thế tử, thân phận so với hắn cao hơn rất nhiều, hắn còn không dám dùng cứng đối cứng, chỉ có thể áp dụng chiến thuật. chương 279, Mỗi người một đứa trẻ, hai Thế tử người chơi đùa với tiểu hài tử vui vẻ như vậy, vì thần cũng muốn thử xem. Cảnh hữu thần nói xong liền tiến lên phía trước vài bước, cũng học ngự phượng đàn muốn ấm mặc ca nhi. Ánh mắt của ngự phượng đàn dừng lại trên mặt cảnh hữu thần, bỗng nhiên cười nói, cảnh đại nhân hình như không thích tiểu hài tử mà. Ta còn nhớ rõ khi tiểu công tử của vương đại nhân muốn ngươi ôm một chút, ngươi đã nói rằng mình không giỏi cùng tiểu hài tử giao tiếp. Tại sao hôm nay đột nhiên lại đối với đứa nhỏ của An Bá có hứng thú vậy? Ý ở ngoài lời đó là cảnh hữu thần có mục đích gì, mới cố ý làm bộ như thích tiểu hài tử, cũng học hắn muốn ở lại đây. Lời này nói ra, ánh mắt thầm mậu liền ngưng trên người cảnh hữu thần, biết vào lúc này mình cần tỏ rõ thái độ, vì thế đáy mắt mang theo mối ngờ vực vô căn cứ, cảnh đại nhân nếu thật sự muốn đến quý phủ làm khách. Đợi sau khi mọi việc trong phủ đã sắp xếp hoàn tất tại hạ sẽ mời ngài đến. Cảnh hữu thần nghe lời này, tự nhiên biết mục đích của mình hôm nay lại bị những lời ngự phượng đàn vừa nói phô ra quá mức rõ ràng loại chuyện lôi kéo mượn lực này phải là một cách tự nhiên và đúng mực nếu để cho người khác cảm giác mình cố ý tất nhiên là ấn tượng sẽ bị hạ thấp biết chuyện hôm nay đã hết cách thay đổi cảnh hữu thần hiểu rõ tứ hoàng tử rất coi trọng thầm phù việc này không thể nóng vội nhưng dù thế nào hắn cũng không cam lòng tươi cười trên mặt trở nên cứng ngắc đáy mắt liền dâng lên lửa giận nhìn ngự phượng đàn, mở miệng nói với thẩm mậu, nếu đã như vậy, thì tại hạ liền rời đi vậy. Thẩm mậu cũng chắp tay nói, vất vả cho cảnh đại nhân, ngày khác nhất định sẽ đưa thiệp mời ngài đến quý phủ thường trà. Đợi cảnh hữu thần đi xa rồi, thẩm mậu mới quay sang nói với ngự phượng đàn, hôm nay đa tạ thế tử đã lên tiếng giúp đỡ. Ngự phượng đàn vươn ngón tay thon dài trêu đùa mặc ca nhi bị mặc ca nhi một phát bắt được nắm chặt ở trong tay, bị bàn tay mềm nhũn nhỏ bé cầm chúng, nụ cười của ngự phượng đàn càng thêm ôn hòa, an bá sao lại nói vậy, ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua, lúc ở Dương Châu từng vào tá túc ở thầm phủ, nên muốn cùng cảnh đại nhân cùng nhau đưa ngươi một đoạn, nay nhìn thấy tiểu công tử đáng yêu, nên muốn cùng bé chơi đùa mà thôi. Ngự phượng đàn một bên nói, đôi mắt đang nhìn mặc ca nhi đồng thời cũng quan sát thần sắc của Vân Khanh chỉ thấy nàng hơi khép mắt, từ trên tay vú nuôi kia đem Hiên Ca Nhi ôm ở trong tay, chú môi đỏ mọng chọc lẹo Hiên Ca Nhi, nhất thời sinh lòng hâm mộ, hận mình không thể hóa thành Hiên Ca Nhi, để cho Vân Khanh ôm, dùng đôi môi đỏ mọng kia chọc cười hắn cũng tốt. Thẩm mậu nhìn nhìn ngự phượng đàn, lại nhìn nhìn nữ nhi nhà mình, cười yếu ớt không nói, xoay người cùng lão phu nhân đi vào trong phủ Mà ngự phượng đàn thấy Vân Khanh ôm Hiên Ca Nhi có vẻ rất vui, cũng nhịn không được muốn ôm mặc ca nhi liền quay đầu nói với tạ thị nói thẩm phu nhân ta có thể ôm mặc ca nhi một chút được không tạ thị cùng ngự phượng đàn chỉ gặp qua hai ba lần nhưng ấn tượng của bà đối với vị thế tử này vô cùng tốt lại biết thân phận của hắn tôn quý khéo léo nói tiểu hải tử nghịch ngợm chỉ sợ thế tử ôm không quen hơn nữa ôm đứa nhỏ cực kỳ phí sức đâu có ta thấy thẩm tiểu thư ôm rất thoải mái vui vẻ một đại nam nhân như ta chắc ôm cũng đơn giản hơn thôi. Ngự phượng đàn vừa nói liền nhìn Vân Khanh, thấy nàng không nói lời phản đối, liền từ trong tay bà vú tiếp được mặc ca nhi. Khi ôm đứa trẻ sắp được một tuổi vào lòng, ngự phượng đàn cảm giác phần ngực và bụng có một cảm giác nóng nóng, sau đó mềm nhũn, lại nhìn mặt tên tiểu tử vẫn còn đang mặc tã lót kia tựa hồ rất vui vẻ khi được hắn ôm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sung sướng. Ngư Phượng Đàn ôm mặc ca nhi hướng về phía Vân Khanh một chút, cười nói, Vân Khanh, nàng xem, nàng xem, bé đang cười với ta nè, bé thực thích được ta ôm đó. Hắn ôm đứa bé còn trong tã kia như đang hiên báu vật hướng về phía Vân Khanh, Vân Khanh nhìn hắn vẻ mặt vui mừng đến đôi lông mày như bay lên, trong đôi mắt hẹp ánh lên vẻ rạng rỡ đến chói mắt, nụ cười lại mang theo vài phần ngây thơ, nhất thời cũng nhịn không được cười rộ lên, chỉ sợ vị thế tử điện hạ này chắc cũng là lần đầu tiên ôm tiểu hài tử rồi. Nhớ tới vừa rồi ngự phượng đàn nói cảnh hữu thần không thích tiểu hài tử, Vân Khanh liền nghĩ đến kiếp trước nàng cũng chưa từng cùng cảnh hữu thần có con, chưa từng nghe cảnh hữu thần đề cập qua chuyện muốn có con, chỉ sợ ở trong mắt cảnh hữu thần khi đó thì kiến công lập nghiệp mới là việc quan trọng nhất, con nối dòng thì hắn không vội, cũng đúng, hắn không cần vội, đợi sau khi có được quyền cao chức trọng, muốn bao nhiêu nữ nhân sinh con cho hắn cũng là việc dễ dàng nàng hơi nhướng mày lại nhìn ngự phượng đàn hắn cong môi cười răng nanh ở dưới nền tuyết còn trắng bóng hơn từ nơi sâu thẳm trong mắt có thể thấy được hắn là thật sự rất thích trẻ con nàng không khỏi nghĩ rằng nếu kiếp trước có thể gặp được hắn có phải vận mệnh của hắn cũng sẽ không đi đến cục diện bi thảm như vậy hay không hắn thích ngài mới có thể nhìn ngài cười Vân Khanh nhìn thoáng qua mặt Ca Nhi, từ lúc Ngự Phượng đàn bế đệ dệ lên, để ấy liền cười không ngừng, thanh âm non nớt như dương liễu nảy mầm, cười đến ai ai cũng thấy mềm lòng. Ngự Phượng đàn thấy Vân Khanh đang nói chuyện với hắn, ngẩng đầu, đôi mắt hẹp cong lên như vầng trăng rằm, sắc mặt đều là vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới Vân Khanh sẽ trả lời hắn, vừa rồi ở trên xe ngựa Vân Khanh rõ ràng là đang giận hắn. Hắn nhịn không được nghĩ muốn tới gần chút nữa đáng tiếc là đang ở bên ngoài, bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy, khiến hắn cũng không thể tiếp cận Vân Khanh, nếu có thể làm tiểu hài tử thì tốt rồi. Cho dù suốt ngày kề cận Vân Khanh, cũng không sợ người ta nói những lời ảnh hưởng không tốt tới khuê dự danh tiếng của Vân Khanh. Vì thế Cẩn Vương Thế Tử Điện Hạ Trưng ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Hiên Ca Nhi trong tay Vân Khanh. Tựa hồ không hài lòng vì lực chú ý của tỷ tỷ đang ở trên người mặc Ca Nhi. Hiên ca nhi vươn đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ vạt áo của Vân Khanh, động tác nhỏ này lập tức hấp dẫn lực chú ý của Vân Khanh. Nàng đung đưa Hiên ca nhi trong tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trèo của đệ đệ, nhìn không được ở trên mặt đệ đệ hôn một cái. Các bà quản sự bên cạnh nhìn thấy hành động của ngự phượng đàn cũng thấy buồn cười, một đại nam nhân ôm một tiểu hài tử, bế xong còn có thể vui vẻ như vậy, thật sự là đáng yêu đến nói không nên lời mà tạ thị cục khẽ gật đầu, những người khác không có chú ý, còn bà thì vẫn luôn để tâm quan sát, khi cần vương thế tử kêu lên, thế nhưng lại trực tiếp gọi tên của Vân Khanh, có thể thấy được giữa hai người có chút quen thuộc. Nhưng sau đó bà cũng không nghĩ nhiều, theo bà biết, lúc trước cần vương thế tử đã từng có một thời gian ngắn làm phu tử dạy kỵ xả ở Bạch Lộc Thư Vi Viên, lúc trước Vân Khanh cũng báo danh vào môn kỵ xả. Giữa hai người chắc cũng là quen nhau từ lúc ấy rồi nhưng thật ra liêu thúy đứng bên cạnh nhìn khung cảnh này cảm giác cảm thấy có chút gì đó là lạ a à, cần vương thế tử trên tay ôm một đứa tiểu thư trên tay cũng ôm một đứa nụ cười của cần vương thế tử như đang hiến vật quý cho tiểu thư vậy thấy thế nào cũng có điểm giống như đôi vợ chồng trẻ đang ôm đứa nhỏ a không 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 liêu thúy dùng sức lắc đầu đây nhất định là do nàng suy nghĩ nhiều quá cần vương thế tử là không tệ nhưng tiểu thư vẫn chưa có hôn phối nàng làm sao lại có thể nghĩ như vậy chứ bên ngoài gió lớn trẻ con không thể đứng lâu tạ thị cho người đi vào trong phủ gia đình cùng bọn hạ nhân đem đồ vật bên ngoài đi theo sau nâng vào từ trước lúc lên kinh thẩm mậu đã cho người đem một ít đến trước cho nên lúc này mang đến đều là những vật dụng bên người hay thường xuyên cần dùng mà thôi phần lớn đã được thu xếp ổn thỏa ngự phượng đàn sau khi tiến vào liền đem mặc ca nhi trả lại cho vú nuôi. Hắn là ngoại nam, trung quy cũng không thể tùy ý tiến vào nội viện, vì thế liền do thẩm mậu chiêu đái. Vào trong phòng, thẩm mậu mời ngự phượng đàn ngồi xuống, phân phó hạ nhân là một ấm trà nóng bưng lên, lại đợi bọn hạ nhân mang vào hơn 10 cây dương lớn, liền cho tất cả lui xuống trước, đợi chốt mới vào sửa sang lại. Sau khi đóng kỹ cửa phòng, thẩm mậu liền nói, thế tử, trong những dương đồ này, có ba dương lớn, đều chứa tất cả những phiến ngọc mà thẩm phủ ta lấy ra được từ trong chuyến truyền phủ hôm nọ, mời theo ta lại đây nhìn một chút. Thật ra ngự phượng đàn tìm cớ lưu lại là vì từ lúc bắt đầu gặp mặt, đã từng nói về chuyện chọn ngọc đã hắn chuẩn bị chu đáo trước đó rồi. Hai người đi tới một gian nhỏ trong thư phòng, vừa rồi hạ nhân đã chuyển toàn bộ dương vào trong này, thẩm mậu đi lên phía trước, căn cứ vào dấu hiệu mà mình đã đánh trước đó, lấy chìa khóa mở ra những chiếc dương mà chứa ngọc. Nhất thời, trong gian nhà kế đó tràn ngập sắc xanh tươi mát, hoa quang trong trẻo của ngọc phiến ở trong dương được phân biệt rõ ràng, hồng ngọc, thúy ngọc, bạch ngọc, hoàng ngọc, thủy tinh, ngọc bích, loại nào cũng có. Ngự phượng đàn cởi áo choàng xuống, thuận tay treo lên một bên tủ, kéo vạt áo, ngồi xổm xuống nhìn lướt qua những mảnh ngọc trong dương, sau đó gỡ xuống tầng thứ nhất, lại quét mắt một lượt, thi thoảng cầm một mảnh trong đó, chiếu trên đèn xem xét, sau đó lại buông xuống. Cứ như thế đem năm dương mọc toàn bộ nhìn qua một lượt, sau đó đứng lên, thần sắc trên mặt không quá nghiêm túc nhưng lại lướt qua một chút thất vọng. Thẩm mậu tự hỏi nếu ngư phượng đàn là người mê siêu tập ngọc, như vậy trong những dương ngọc của thẩm gia này, có không ít mảnh ngọc thủy tinh là được lấy ra từ những mỏ ngọc tuyệt trùng, loại tốt nhất, giá trị tuyệt đối là cao nhất, nhưng theo sự quan sát của hắn những mảnh ngọc mà vừa rồi ngự phượng đàn lấy lên cũng không nhất định là tốt nhất mà trên mặt thoạt nhìn còn có những đường vân ẩn chìm hắn tựa hồ không phải đang tìm ngọc đẹp mà như đang tìm một miếng ngọc mang ý nghĩa đặc thù gì đó đối với hắn thẩm mậu vào nam ra bắc cũng gặp qua không ít người siêu tầm thứ kỳ lạ có người thích siêu tầm tóc có người thích tìm quái thạch chẳng lẽ thiết tử thích là miếng ngọc có họa đồ đặc biệt nam dương này là toàn bộ những mảnh ngọc mà phủ ngài có sao ngự phượng đàn nhìn những mảnh ngọc chất lượng thượng thừa này đáy mắt hơi hơi có chốt thất vọng những miếng ngọc này mặc dù tốt nhưng thứ hắn muốn tìm lại không có ở trong này đúng vậy nếu đã đồng ý với thế tử ta nhất định sẽ làm được không có gì để che giấu thanh âm của Tầm mậu hàm chứa lo lắng vừa nghe liền biết không có nửa lời nói dối vì thương nhân trọng nhất chính là chữ tín chuyện đã đáp ứng rồi tuyệt sẽ không làm trái ngự phượng đàn đương nhiên có thể hiểu được điểm này chỉ là thứ kia liễu gia cũng tìm không có những nơi có thể có cũng đã tìm mấy lượt căn cứ theo lời của phụ thân khả năng lớn nhất có thể là giao cho tạ thư thịnh hiển nhiên tứ hoàng tử cũng đem tầm mắt truyền đến thẩm gia phái người đến thẩm gia điều tra bây giờ còn cố ý lôi kéo thực rõ ràng thẩm gia là nơi có khả năng nắm giữ thứ đó nhất rồi chỉ là, dựa thiên lời phụ thân ghi trên thư, thứ này hẳn là dấu trong mọc phiến, chẳng lẽ mình lý giải sai rồi sao? Hay là thứ này không có ở thẩm gia? Được rồi, này chúng ta cũng đã thanh toán xong nợ nần rồi. Ngự phượng đàn nghĩ đến đây, dự định sẽ điều tra thêm một chút, có lẽ trong đó có nhiều chỗ mà mình không chú ý tới. Hắn nói thanh toán xong, đương nhiên là nói món nợ cứu mạng của thẩm mậu, lúc trước cứu thẩm mậu vốn không có mục đích gì, đơn thuần là vì hắn là phụ thân của vân khanh chẳng qua ngự phượng đàn cảm thấy nếu mượn cớ này mà đến tìm ngọc cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều không cần vụng trộm đến thẩm phủ tìm kiếm chuyện này biết rõ sớm một chút càng tốt để ngăn đám người hoàng hậu và tứ hoàng tử lại đến thẩm phủ tạo thêm phiền phức mới nói muốn báo đáp ân tình nay tự nhiên là đã thanh toán xong về sau thẩm mậu có thể sẽ là nhạc phụ đại nhân của hắn hắn cứu nhạc phụ đó là thiên kinh địa nghĩa Đạo lý hiển nhiên. Thế tử có muốn cho người đem năm dương mộc này chuyển đến quý phủ không? Lúc trước hắn không nói là muốn sở hữu ngọc phiến, hiện tại tuy rằng không được như ý, nhưng chuyện đã hứa vẫn không thể tùy tiện mà đổi ý. Ngự Phượng đàn nhìn thẩm mậu liếc mắt một cái, nở nụ cười, ở chỗ thẩm lão ra không có được thứ ta tìm, không cần nữa đâu. Hắn thực thoải mái khoát tay, tỏ vẻ những dương mộc phiến này không phải là thứ hắn muốn hắn không đặt chúng vào mắt. Tuy rằng cùng với đáp án mà thẩm mậu thầm đoán trong lòng không khác nhau lắm, nhưng không biết tại sao, thẩm mậu vẫn cảm thấy việc xem ngọc này cũng không có đơn giản như ngoài mặt. Bất quá, chuyện người ta không nói, hắn sẽ không chủ động đi hỏi, âm thầm điều tra cũng là cách hay. Tiếp đó, ngự phượng đàn ở An Bá Phủ mới này đi dạo vài vòng, lại ăn một bữa cơm chiều, sau đó cáo từ rời thẩm phù ban đêm trời lạnh nên những thứ cần thiết nha hoàn đã nhanh tay nhanh chân thu xếp xong trên giường lót tấm đệm lông thật dày mặt trên của đệm lông là lớp mền bông dự ấm bên cạnh có lò sưởi ấm áp luôn để sẵn phía trên giường cũng để thêm một lò sưởi làm ấm nệm bốn góc phòng luôn đặt bếp than ngoài phòng và trong phòng là hai loại khí hậu nóng lạnh khác nhau thu di nương từ chỗ tạ thị thỉnh an trở về tiến vào trong cởi áo choàng ra liền nhìn thấy Thu Thủy tựa vào đầu giường, chăn đắp bừa ở trên người, trong tay bưng một cái hộp đựng thức ăn sáu ngăn màu hồng nước hình hoa mai, đang ngồi trên giường cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa rơi vung vãi đầy giường, chỗ nào cũng có. "Thu Thủy, ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, ăn cái gì cũng phải ngồi ăn, không được nằm ở trên giường ăn." Muội xem muội phun ra khắp nơi, trên chăn cũng có, nơi nơi đều là vỏ hạt dưa, còn ra cái dạng gì nữa? Thu Di Nương nhìn thấy trong phòng bừa bãi cả lên, nàng mới đi qua viện của tạ thị chưa tới một canh giờ, trong phòng liền biến thành như thế này, nhịn không được mắng ra miệng. Thu Thủy hồ như đang trầm tư chuyện gì đó, lúc Thu Di Nương tiến vào cũng không biết, cho đến khi nghe được tiếng mắng, mới hồi phục lại tinh thần, sốc chăn lên, tùy tiện duỗi chân sò giày vào, liền từng bước từng bước chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn hỏi, tỉ tỉ hôm nay hai nam nhân muội nhìn thấy ở cửa là ai vậy a à? chương 280, nằm mơ giữa ban ngày, một. Thu thủy tiểu hồ đang đâm chiêu suy nghĩ, khi nàng tiến vào cũng không có để ý, cho đến khi nghe được tiếng mắng, mới phục hồi lại tinh thần, chờ mình sốc lên chăn, tùy tiện sò dày vào chân, liền khập khiễng chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn hỏi, tỷ tỷ hai người nam nhân ở cửa hôm nay là ai vậy? tại sao muội lại biến sàn nhà thành bẩn thỉu như vậy ta không phải đã nói với muội rồi sao ăn xong thì quang đồ thừa vào trong giò trúc muội xem trên chăn cũng dính cả giọt đường thu di nương đi qua nhìn cái mền sợi tơ vừa mới thay có nhiều vết thâm đen hơi chút đau lòng nói chỉ là cái chăn trên giường thôi mà có cái gì to tát đâu cùng lắm thì đổi cái khác thôi thu thủy nhìn lướt qua tấm chăn một chút hối cải cũng không có miệng cong lên, hết sức bất mãn khi thu di nương giày la nàng ta. Muội cho là có thể tùy tiện đổi được sao? Mọi thứ trong phủ đều là theo quy củ mà phân phát. Muội thật sự là muốn ta tức chết mà. Thu di nương cau mày, đáy mắt nhìn thu thủy hàm chứa lửa giận. Nàng ta mới lười quản cái quy củ gì hay không đó. Thu thủy cầm hộp đựng thức ăn nhảy tưng đến bên cạnh thu di nương, ôm lấy cánh tay nàng, dùng sức mà phe phẩy, tỉ tỉ tỷ nhanh nói cho ta biết, hai nam nhân kia là người nào a? Thu Di Nương thấy nàng ta đối với lời của mình một chút phản ứng cũng không có, mày nhẹ nhách lên, nói với Phong Nhi ở phía sau, ngươi dọn dẹp căn phòng một chút đi. Phong Nhi nhìn vỏ hạt dưa vung vãi đầy đất, còn những dấu rơi vãi của đồ ăn vặt trên giường, sự bất mãn hiển hiện ra giữa đôi lông mày, cố nén bực tức mà đi dọn dẹp, vốn việc thu dọn đồ đạc này là do tiểu nha hoàn làm, nhưng thu di nương vì sợ người ta biết dáng vẻ lộn xộn lười biếng và lôi thôi của muội muội mình nên mỗi lần đều đóng cửa lại bảo nàng thu thập đáng sợ nhất là mặc kệ thu di nương nói như thế nào thu thủy kia vẫn cứ y như cũ căn bản là mọi việc đều mặc kệ ngươi nàng liếc mắt nhìn thu thủy một cái chỉ thấy búi tóc nàng ta rũ xuống dùng dây tơ lụa màu lam cột thắt kiểu ngân hà phía trên cắm cây châm bằng vàng dòng khảm đá quý màu lục mang hoa tai hình cây bạch quả, ngay cả y phục trên người, đều là tu di nương cho người ta theo cách ăn mặc của nha hoàn ở thẩm gia, dùng nguyên liệu vải và bông tốt nhất mà may váy áo. Tuy rằng nói gì mà cho thu thủy làm nha hoàn thêm vào cho thu di nương, trên thực tế chính là làm tiểu thư. Thu di nương căn bản không để nàng ta động tay động chân vào việc gì, ngược lại bảo mình cũng phải hầu hạ thu thủy, một nha hoàn hầu hạ hai chủ tử hơn nữa thu thủy này còn đặc biệt không có phép tắc, thật sự là khiến nàng mỗi ngày đều mệt đến nỗi tay mỏi thắt lưng đau. Đời nào có nha hoàn bậc hai cực khổ như nàng chứ? Phòng nhi trong lòng mang theo bất mãn oán thầm, lại chỉ có thể đi lấy công cụ quét tước, đến dọn dẹp xác hạt dưa trên đất và vụn đồ ăn. Thu Di Nương ngồi trên giường, một tay xếp chăn, hỏi ngược lại, muội mới vừa nói vị nam nhân nào? Chính là hai người hôm nay nhìn thấy ở trước cửa phủ a, một công tử mặc áo choàng màu trắng, dung nhan đẹp như tranh vẽ, còn có một người mặc quần áo màu lam, bộ dạng rất ôn hòa anh tuấn, chẳng lẽ tỷ tỷ không có nhìn thấy sao? Thấy được thì sao? Nghe muội muội mình miêu tả, Thu Di nương nghiêng đầu nhìn nàng ta, nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ, nương không phải nói tỷ tìm người gả muội sao? muội thấy hai vị công tử kia dáng vẻ rất không tệ a à. bộ dạng đều thực xuất chúng so với tỷ phu còn có phần trẻ hơn a à. muội thấy bọn họ cùng tỷ phu nói chuyện dáng vẻ của tỷ phu cũng thực khách khí nhất định họ là quan viên triều đình rồi bọn họ là quan mấy phẩm a à. thu thủy vẻ mặt ngưỡng mộ hỏi ánh mắt sáng long lanh chờ đợi đáp án của thu di nương thu di nương nhìn lướt qua dáng vẻ của thu thủy đặt chiếc chân trong tay lên giường bỗng nhiên nở nụ cười nâng lên nửa con mắt hỏi thu thủy muội nhìn chúng bọn họ rồi chăng bị tỷ tỷ trực tiếp hỏi như vậy thu thủy hơi có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt xoay người trong đầu hiện ra hình ảnh hai vị nam tử mà mình nhìn thấy hôm nay nàng ta nghĩ rằng thu di nương là đang hỏi cách nhìn của nàng ta cúi đầu nhỏ giọng nói tỷ tỷ muội cảm thấy vị công tử mặc áo choàng màu trắng kia đặc biệt đặc biệt tuấn tú nhớ rõ trong học đường phu tử nói qua Gọi là mi mục như vẽ, nếu đem hai vị công tử so sánh với nhau, muội thích chàng hơn." Thu Di nương nhìn dáng vẻ của muội muội nhà mình, nụ cười trên mặt liền có chút quái dị. Muội cảm thấy vị công tử áo bảo trắng tốt hơn. "Vâng." Thu Thủy gật gật đầu. "Vậy muội đoán thử xem hắn là quan mấy phẩm?" Thu Di nương cũng không muốn trực tiếp nói thẳng ra, vị muội muội này bị chiều chuộng đến vô pháp vô thiên. Sau khi vào kinh thành cũng không biết tự lượng sức, nàng vẫn nên nhắc nhở nàng ta một chút thì tốt hơn. Thu Thủy nghĩ nghĩ, nhìn cách chàng ăn mặc chắc chắn không kém hơn so với tỷ phu, đại khái chắc là quan tứ phẩm đi, nương nói quan chi phủ cũng chỉ là tam phẩm, chàng trẻ như vậy, dù là quan tứ phẩm, chàng đã thực xuất chúng rồi. Kỳ thật Thu Thủy có thể nói như vậy, vẫn coi như có chút đầu óc, ít nhất nhìn ra được thân phận bất phàm của Cẩn Vương thế tử nhưng rốt cuộc vẫn là xuất thân từ một gia đình nghèo túng không biết cái gì thực sự gọi là đại quan thu di nương cười khì một tiếng lấy tay đánh vào chán thu thủy nói những lời thiếu kiến thức như vậy mà muội cũng dám nói ra tứ phẩm quan tứ phẩm ở trước mặt của hắn cũng không là gì chỉ sợ cơ hội nhìn thấy hắn cũng không nhiều thu thủy viên ngạc nói không phải chứ chàng rốt cuộc là người nào hắn là nhi tử của vương gia đã được phong làm thế tử đợi cha hắn qua đời hắn chính là vương gia cái gì mà tứ phẩm tam phẩm hắn là hoàng thân quốc thích quý tộc hậu duệ của thiên tử hắn nhìn đến bệ hạ cũng có thể kêu thúc thúc hiểu chưa thu thủy trợn mắt há hốc mồm vậy muội đây chẳng phải là không thể gà cho chàng rồi hả gà thu di nương châm chọc nhìn thu thủy liếc mắt một cái chỉ có chính thê kia mới được gọi là gà muội muốn làm vương phi, cho dù là trời sập xuống, thì cũng không thể nào. Trái tim thiếu nữ của Thu Thủy vừa mới nảy mầm đã bị đả kích như vậy, không cam lòng nói, vậy thì không làm vương phi, còn thiếp thất thì sao? Thật là một tiểu cô nương ngây thơ, còn có thể nói ra lời như vậy, làm thiếp. muội muốn vào vương phủ làm thiếp còn phải nhìn xem thân phận, những quan viên bình thường muốn đưa nữ nhi vào làm thiếp người ta còn không thèm muội cho là làm thiếp của vương gia chỉ do muội muốn làm liền làm sao hoặc là có gia thế hoặc là có mỹ mạo muội nhìn muội xem thuộc loại nào muội bộ dạng chẳng lẽ không xinh đẹp sao Thu thủy bị tỉ tỉ nghi ngờ không có mỹ mạo cũng rất phẫn nộ lập tức phản bác nói thu di nương đánh giá nàng ta một chút sau đó hất cầm lên chìa ra bên ngoài tỉ tỉ không nói cho xa muội nói muội so với đại tiểu thư Muội như thế nào? Thu Thủy ngây ngô một chút, nàng ta lấy thân phận của Nha Hoàn ở lại bên cạnh Thu Di nương, tuy ít khi nhìn thấy Vân Khanh, nhưng lúc rời phủ có nhìn thấy hai lần, nếu chỉ so với Thu Di nương, nàng ta có thể nói mình xinh đẹp hơn, nàng ta quả thật vốn có ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, lại trời sinh so với Thu Di nương tinh danh hơn một chút, nhưng nếu so sánh với Đại tiểu thư, nàng ta quả thực không có một chút phần thắng muội không tin trên đời này còn nhiều nữ tử lớn lên xinh đẹp như đại tiểu thư như vậy thì người khác sao mà sống a à? thù thủy ông phục phản bác nói muội cũng chưa từng thấy nhiều người có bộ dáng xinh đẹp như vậy đó là muội thiền cận xinh đẹp như đại tiểu thư đích thực không nhiều lắm nhưng so với xinh đẹp hơn muội thì có rất nhiều không nói đâu cho xa chỉ coi nhan sắc các di nương của thẩm mậu như thủy di nương tô mi kia đều là mỹ nhân thượng đẳng Thu Di Nương tự nhận chỉ xem bề ngoài, nàng không sánh bằng hai vị Di Nương thông phòng kia. Được rồi, được rồi, vậy còn vị nam nhân kia thì sao? Chẳng lẽ cũng là vương gia a? À? Tình yêu vừa mới chớm nở của Thu Thủy còn chưa kịp trổ hoa đã bị Thu Di Nương bóp chết, muốn đổi mục tiêu để vớt vát chốt tự trọng cho mình. Người kia không phải vương gia. Thu Di Nương chuyển vị trí, đột nhiên cảm thấy dưới mông có vật cồm cộp, lấy tay sờ thử lấy ra một hạt ô mai, sắc mặt liền chuyển thành màu xanh. Không cần phải nghĩ, hạt ô mai này nhất định là do Thu Thủy vừa rồi nằm ở đây ăn đồ ăn vặt rồi quăng bừa. Nàng đã nói qua với Thu Thủy vô số lần, không được nằm ở trên giường ăn đồ, không được tùy tiện phun xác hạt dưa, khiến cả giường dơ đến rối loạn tùm lum, nhưng nói như thế nào cũng không chịu nghe. Trong lòng lại nổi lên lửa giận, Thu Di Nương vừa định nâng tay quăng hạt ô mai vào Thu Thủy vừa vặn đón nhận đôi mắt mong chờ của nàng ta, hắn không phải vương gia, vậy muội đây có phải là có cơ hội rồi không? Tuy rằng bề ngoài kém hơn mấy lần so với vị thế tử gì gì đó, nhưng mà cũng rất đẹp mắt, thoạt nhìn thành thật ôn hòa, nàng ta không ngại lui mà cầu, lùi một tiếng hai, hạ thấp tiêu chuẩn của mình một chút. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn